chúng ta cùng chờ xem việc chuyển sang đá 5 cầu của Sanatech Khánh Hòa có giúp cho họ tìm được bàn gỡ hòa. Thông Đình Hùng là người đang mặc áo thủ môn. Vừa rồi là một tình huống dâng cao chơi áp sát của Văn Nguyên. Văn Anh. Quốc Bảo không vào. Và phát bóng không tốt của Đoàn Minh Quang. Vẫn là đá 5 cầu. Văn Hạnh. Căng thẳng đang được dồn nén. Cầu thủ của hai đội đều căng thẳng chứ không riêng là cầu thủ của Sanatech hay là Saako. Không vào, pha phá bóng. Không vào, pha. Cùng xem lại tình huống đưa bóng xuống đáy biên và phá bóng không dứt khoát của Văn Nguyên, và ngay sau đó là cú bắt volley của Quốc Bảo gỡ hòa 3-3. Cái chân trái sở trường của Quốc Bảo vừa rồi đã tung ra một pha dứt điểm mẫu mực. Mặc dù lúc này ở tuổi 36, Quốc Bảo không còn duy trì được những pha sút bóng uy lực như